Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay thứ ba, ngày 7 tháng 10 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự trưa nay có những nội dung chính như sau. Đại biểu Quốc hội Quảng Bình tiếp xúc cử tri thị xã Ba Đồn trước khi họp thứ 8 Quốc hội khóa 13. Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác ứng phó với bão mạnh, siêu bão. Công an huyện Quảng Trạch khởi tố đối tượng ném đá vào xe khách. Sáng nay 7 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Bình do đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi tiếp xúc với cử tri thị xã Ba Đồn trước khi họp thứ 8 Quốc hội khóa 13. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đã báo cáo nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13. Kỳ họp dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 10 năm 2014 và bế mạc vào ngày 29 tháng 11 năm 2014 tại Hà Nội. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 17 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến vào 12 dự án luật khác và nghe các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2015 và nghe các báo cáo của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các báo cáo của Chính phủ, báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Sau khi nghe nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13, cử tri thị xã Ba Đồn đề nghị việc giải quyết chế độ trợ cấp cho người có công với nước cần được thực hiện sớm, kịp thời, cần giải quyết dứt điểm, rõ ràng các vụ khiếu nại tố cáo của công dân, chính sách tuyển dụng cán bộ cần bám sát tình hình thực tế của địa phương đưa cán bộ vào làm việc. Cũng trong sáng nay mùng 7 tháng 10, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác ứng phó với bão mạnh, siêu bão. Tham dự hội nghị về phía điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Phan Văn Khoa, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Tại hội nghị, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo phân vùng bão và xác định nguy cơ bão, nước dâng do bão cho khu vực ven biển Việt Nam. Theo thống kê giai đoạn 1997-2006, Việt Nam là quốc gia thường xuyên chịu tác động của thiên tai bão lũ, đã làm chết mất tích gần 7.500 người, thiệt hại ước tính chiếm khoảng 1,5% GDP. Trước thực trạng trên, năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chiến lược quốc gia về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp các kết quả nghiên cứu phân vùng bão theo 5 vùng ven biển cụ thể như sau. Vùng có số cơn bão đổ bộ và ảnh hưởng nhiều nhất thuộc các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa. Vùng có tần số bão tập trung từ tháng 8 đến tháng 10 thuộc các tỉnh Nghệ An đến Thừa Thiên Huế. Vùng có tần số bão trung bình tập trung về cuối mùa hè thuộc các tỉnh Thanh từ Đà Nẵng đến Bình Định. Và vùng có tần số bão thấp dần bố trí vào các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa và vùng từ Ninh Thuận đến Cà Mau. Trên cơ sở phân vùng bão, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận định nguy cơ bão, nước dâng cho khu vực ven biển Việt Nam, nhằm đáp ứng kịp thời cho công tác chỉ đạo phòng chống và ứng phó với siêu bão, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Tiếp đó, Bộ xây dựng báo cáo kế hoạch hỗ trợ xây dựng các công trình phòng chống lụt bão và Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kế hoạch hướng dẫn tàu thuyền tránh trú và neo đậu khi có bão áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ tối mùng 5 đến ngày mùng 6 tháng 10, trên địa bàn Quảng Bình đã có mưa vừa đến mưa to, gây chia cắt cục bộ một số tuyến khu vực dân cư ở huyện Bố Trạch. Lũ lớn đổ về đã làm sập cầu Khe Điền và vỡ đập Hương Sũ thuộc địa bàn xã Hương Trạch. Lãnh đạo xã Hương Trạch huyện Bố Trạch cho biết, vào sáng ngày mùng 6 tháng 10, mưa lớn trên diện rộng và lũ lớn từ thượng nguồn đổ về đã làm sập cầu Khe Điền trên tuyến đường nối từ thôn Bồng Lai 1 và Bồng Lai 2 về trung tâm xã Hương Trạch. Cầu Khe Điền được xây dựng cách đây 20 năm. Chiếc cầu này đã tạo điều kiện cho 330 hộ trên 1.400 nhân khẩu của hai thôn Bồng Lai 1, Bồng Lai 2 đi lại trong sinh hoạt và sản xuất. Cầu Khe Điền bị sập đã chia cắt hoàn toàn hai thôn Bồng Lai về trung tâm xã. Đặc biệt, hơn 300 học sinh cả cấp của hai thôn Bồng Lai đến trường sẽ hết sức khó khăn. Phải nói rằng là cái điều kiện người dân đây cũng rất là khó khăn, mà đi lại cũng rất là khó khăn. Đến thời điểm này là cái cầu nó đã bị hỏng hẳn. Thì đối với chính quyền địa phương đã vào kiểm tra để tìm cách khắc phục, đặc biệt là trước mắt là khắc phục là dùng cầu tạm để cho bà con dân đi lại. Thứ hai là học sinh đảm bảo, con em học đảm bảo cái thời gian. Mưa lũ cũng đã gây vỡ đập Hung Dũ ở thôn Tây Giang, xã Hương Trạch, làm 16 hộ ở thôn này bị chia cắt hoàn toàn.
hồ chứa Hung Dũ được xây dựng cách đây 40 năm, nên nhiều đoạn đê ở đây đã xuống cấp nghiêm trọng. Các cơ quan chuyên môn huyện Bố Trạch cho biết, đoạn đê bị vỡ có chiều dài hơn 10 mét, chiều rộng trên 5 mét, sâu gần 2,5 mét. Ước tính khối lượng đất đá bị cuốn trôi trên 100 mét khối. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, những ngày tới không khí lạnh vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc và Trung Trung Bộ gây mưa lớn. Do đó các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là các địa bàn vùng trũng, vùng ngập sâu, các vùng thường xuyên bị sạt lở đất đá, lũ quét, cần phải triển khai những biện pháp phòng chống lụt bão hiệu quả, không để người dân chủ quan vượt qua những khu vực ngầm tràn, có nước chảy xiết, ngập sâu, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho người dân. Hôm qua 6 tháng 10, dự án hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện RECOM ở Việt Nam tổ chức hội thảo tham vấn các bên liên quan về RECOM tại Quảng Bình. Tham gia hội thảo có đại diện của RECOM tại ba tỉnh triển khai thực hiện dự án Đắk Nông, Quảng Bình, Quảng Trị và cả đơn vị địa phương chủ rừng được hưởng lợi từ dự án. RECOM là sáng kiến giảm phát thải khí nhà kính từ mất rừng và suy thoái rừng của các bên tham gia do chương trình khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu đưa ra, nhằm giảm lượng phát thải khí CO2 và bầu khí quyển. Tại hội thảo, các bên liên quan tham gia dự án đã chia sẻ với nhau các kinh nghiệm khó khăn trong vấn đề giao đất giao rừng, như khả năng của người dân nhận đất trong rừng, các thủ tục hành chính trong việc giao đất nhận đất, đánh giá hiện trạng rừng trước khi giao cho nhân dân, và đất giao trong rừng, cằn cỗi, không phù hợp với sản xuất trồng trọt hoặc trong rừng. Dự án hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện RECOM ở Việt Nam cũng đã đưa ra cả chính sách yêu cầu của Ngân hàng Thế giới VKB và Quỹ đối tác carbon trong lâm nghiệp FCPF, các phương án tham vấn tại cộng đồng. Chín tháng đầu năm 2014, công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đạt nhiều kết quả khả quan. Cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh, công tác thu ngân sách của huyện Tuyên Hóa cũng gặp nhiều thách thức khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, làm phạm tăng cao, giá cả biến động, khiến nhiều doanh nghiệp và hộ kinh doanh hoạt động cầm chừng, doanh thu đạt thấp. Song với các giải pháp tích cực, Chi cục Thuế Tuyên Hóa đã thực hiện công tác thu ngân sách đạt kết quả cao. 9 tháng đầu năm 2014, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện ước thực hiện 36 tỷ đồng, đạt 87,7% kế hoạch năm, so với cùng kỳ năm trước tăng 4,45%. Trong đó, thu trong cân đối 26,5 tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch năm, so với cùng kỳ tăng 7,36%. Thu ngoài quốc doanh 13,3 tỷ đồng, đạt 66,7% dự toán năm. Thu tiền sử dụng đất 5,3 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch năm. Thu chi theo mục tiêu 9,5 tỷ đồng, đạt 133,8% kế hoạch năm. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách năm 2014, trong thời gian tới, Chi cục Thuế Tuyên Hóa tập trung nguồn lực, quản lý và khai thác tốt mọi nguồn thu, tuyên truyền phổ biến pháp luật về thuế, tăng cường công tác quản lý nợ đồng thuế, đôn đốc nộp tiền nợ thuế vào ngân sách nhà nước, phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra. Trong bất cứ thời kỳ lịch sử nào của dân tộc, thanh niên Việt Nam luôn là lớp người đi đầu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dưới ngọn cờ của Đảng, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã lập nên những chiến công hiển hách, góp phần viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc. Hơn nửa thế kỷ xây dựng, rèn luyện và phấn đấu trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam. Đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên. Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ 5, nhiệm kỳ 2014-2019 là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi, sôi nổi của các tầng lớp thanh niên, là diễn đàn để thanh niên Quảng Bình thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích tình nguyện, bày tỏ khát vọng và quyết tâm cống hiến sức trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, phấn đấu cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà xây dựng quê hương Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Với chủ đề đoàn kết, dân chủ, đổi mới và hành động, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ 5, nhiệm kỳ 2014-2019 chính thức được diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 10 năm 2014 tại thành phố Đồng Hới. Chương trình thời sự trưa nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin trên cả lĩnh vực đảng quan tâm khác. Hội cựu chiến binh thành phố Đồng Hới giúp nhau phát triển kinh tế. Công an huyện Quảng Trạch khởi tố đối tượng ném đá vào xe khách.
thực hiện phong trào cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế. Những năm qua, Hội cựu chiến binh thành phố Đồng Hới đã triển khai thực hiện phong trào một cách tích cực sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, thu hút được nhiều hội viên hưởng ứng tham gia. Để giúp các hội viên có thêm điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, từ năm 2009 đến nay, bằng nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội và kinh phí của Quỹ Đồng đội, Hội cựu chiến binh thành phố Đồng Hới đã hỗ trợ cho hàng trăm hội viên được vay vốn phát triển kinh tế với tổng số tiền gần 40 tỷ đồng, giúp cho các hội viên nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhờ đó, số lượng hộ cựu chiến binh nghèo giảm đáng kể, từ 30 hộ đến nay chỉ còn 11 hộ. Trong đó, nhiều hội viên Hội cựu chiến binh đã vươn lên làm giàu chính đáng, trở thành chủ các doanh nghiệp, các trang trại, gia trại với quy mô sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển. Để góp phần động viên khuyến khích các hội viên tham gia thực hiện hiệu quả vào phong trào phát triển kinh tế tại địa phương, thời gian tới Hội cựu chiến binh thành phố Đồng Hới tiếp tục đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế gắn với phong trào cựu chiến binh gương mẫu, tạo động lực nhằm xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Thời gian qua, trên địa bàn xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao. Mô hình chế biến hải sản tổng hợp của gia đình chị Lê Thị Vinh là một ví dụ điển hình như vậy. Năm 1999, gia đình chị Vinh đã mạnh dạn đầu tư mở rộng mô hình chế biến hải sản với những sản phẩm chính gồm nước mắm ruốc và mắm nêm. Với quy trình chế biến khoa học đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, nên những sản phẩm chế biến từ hải sản của gia đình chị Vinh bước đầu đã được thị trường chấp nhận. Trung bình một năm, gia đình chị Vinh sản xuất trên 15.000 lít nước mắm ruốc và mắm nêm. Sau khi trừ chi phí sản xuất, thu lãi gần 150 triệu đồng một năm. Ngoài ra, mô hình chế biến hải sản tổng hợp của gia đình chị Vinh cũng đã tạo công ăn việc làm cho 5 lao động tại địa phương với mức thu nhập 2,5 triệu đồng một người một tháng. Nhờ đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh, tích cực vận động bà con nông dân phát triển chăn nuôi, nên tình hình chăn nuôi trên địa bàn huyện Quảng Trạch từng bước được ổn định. Thực hiện đề án chăn nuôi của tỉnh, huyện Quảng Trạch đã tập trung chỉ đạo các địa phương khuyến khích tạo điều kiện để bà con nông dân, các chủ trang trại đẩy mạnh đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung sinh hóa đàn bò, nạc hóa đàn lợn nhằm tăng thu nhập kinh tế gia đình. Nhờ đó mà trong 9 tháng đầu năm 2014, tình hình chăn nuôi trên địa bàn huyện Quảng Trạch có bước tăng trưởng khá. Tính đến đầu tháng 10, tổng đàn trâu bò trong toàn huyện có trên 21.000 con, đàn lợn gần 57.000 con, đàn dê gần 2.000 con, tổng đàn gia cầm trên 319.000 con. Hiện tại huyện Quảng Trạch đang tiếp tục thực hiện các chính sách khuyến khích hỗ trợ chăn nuôi, phấn đấu đưa ngành chăn nuôi trở thành một trong những ngành sản xuất mũi nhọn của huyện. Thưa quý vị và các bạn, Công an huyện Quảng Trạch vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Võ Văn Hoàng, cùng đồng bọn về tội cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch. Đây là nhóm đối tượng đã ném đá lên chiếc xe khách Dương Năm có biển kiểm soát 74B00225 chạy tuyến Bắc Nam đang lưu thông trên tuyến đường quốc lộ 1 khi đi qua địa bàn xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch vào giữa tháng 9 năm 2014, làm vỡ kính xe, gây thiệt hại tài sản trên 23 triệu đồng. Có một chiếc xe độc hành, tay vượt chiếc xe thảm xe tải đằng sau lưng bọn em và vượt lên trước và có ghé vào chèn trước mặt xe máy của bọn em. Bọn em giảm ở gà lai và có leo xuống xe máy nhặt lên một hòn đá và đuổi theo xe, thì bọn em có ném một hòn đá trúng vào hông bên trái của xe. Cùng tham gia với Hoàng có thêm 6 đối tượng khác. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận sau khi đi uống rượu về, thấy chiếc xe khách chạy qua thì các đối tượng liền đuổi theo vượt lên phía trước rồi nhặt đá ném vào xe làm cho kính xe bị vỡ. Khi chiếc xe ô tô này dừng lại ở cây xăng gần đó thì bọn chúng lại tiếp tục tiếp cận dùng đá ném tiếp vào xe và còn hăm dọa cả lái xe. Đuổi theo lên tân tâm xăng thì dừng lại. Thấy Hoàng và Tính chạy vào trong sáng hội, bọn em đứng ở ngoài và có lấy hai viên đá sán vô. Địa bàn huyện Quảng Trạch chạy dài theo quốc lộ 1, hàng ngày có nhiều loại phương tiện giao thông qua lại, nhất là các loại xe chở khách chạy tuyến Bắc Nam và thường đi qua địa bàn vào đêm tối. Vì thế, các đối tượng này đã lợi dụng tình trạng này để thực hiện hành vi phạm tội, gây bức xúc và lo lắng cho lái xe và hành khách trong thời gian dài. Đây là một cái vấn đề gây ảnh hưởng đến là tài sản tính mạng của quần chúng nhân dân trên xe khách. Quá cái quyết tâm trong vài ba ngày thì là đội hình sự công an huyện Quảng Trạch đã làm rõ được một nhóm đối tượng là gồm có là 7 đối tượng đã là ném đá và chúng tôi đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can, bắt tạm giam để làm rõ. Quá quá trình đấu tranh như vậy thì đã làm rõ là khai thác mở rộng thêm là 4 vụ của là 3 vụ của năm 2013 thì là đang tiếp tục bổ sung hồ sơ để là xử lý đối tượng đúng người, đúng tội, nghiêm minh trước pháp luật để răn đe các đối tượng khác trên địa bàn. Việc nhanh chóng điều tra làm rõ nhóm đối tượng thực hiện hành vi ném đá lên các chuyến xe lưu thông trên đường quốc lộ 1 chạy qua địa bàn của công an huyện Quảng Trạch đã xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm nhằm răn đe giáo dục kịp thời, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là trên các tuyến giao thông. Dự báo thời tiết Quảng Bình, trưa và chiều nay mùng 7 tháng 10, khu vực miền núi trời nhiều mây có mưa rào rải rác, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây có mưa rào rải rác, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới trời nhiều mây có lúc có mưa rào, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,75 đến 1,75 m.